Thưa sư cho con hỏi, có những video xem bài tarot tự đề như làm như thế nào, bạn như thế nào trong mắt người khác, vì sao người đó thích bạn, ai đang theo dõi bạn, kiểu kiểu như vậy chứ không phải xem về chuyện tương lai. Thì con nhấp vào coi có bị rớt gần sạch phước như sư đã nói ở video kia không. Con cảm ơn sư nhiều. Nó thú vị như vậy nè, là những cái này ấy, thay vì quý vị xem bài tarot thì quý vị hỏi trực tiếp mấy sư trả lời nó hay hơn. Đối với cá nhân sư thì sư thấy là các sư trả lời những câu hỏi kiểu vậy nó hay hơn cái chuyện quý vị đi coi bói. Mà thay vì quý vị đi coi bói sao không đi vô chùa hỏi mấy ông sư. Cái vấn đề mà sư nói quý vị rất phước á là tại sao? Là bởi vì nó dính tới tà kiến. Nhớ giùm sư nha, khi mình có chánh kiến là mình tin vào nghiệp và quả của nghiệp hơn là mình sẽ tin cái chuyện bói toán. Còn khi mình không có chánh kiến, mình có tà kiến thì mình sẽ tin vào bói toán hơn là tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Và khi có chuyện gì đó mình sẽ ưu tiên cái chuyện bói toán hơn là ưu tiên cái chuyện xem xét về nghiệp và quả của nghiệp. Chính vì lẽ đó nó giống như á, quý vị biết cái con cái, có một loài ngạ quỷ thân thì rất là to to như quả núi vậy đó, mà cái cổ của nó gọi là cái thực quản của nó chỉ giống như cái lỗ kim thôi, thành ra là nó rất là khát nước. Mỗi lần nó uống nhiều lắm, nước trào vô miệng nó rất là nhiều, nhưng nước mà đi vào được trong cổ họng của nó thì rất là nhỏ bé. Tại sao sư đưa ra cái ví dụ đó? Thì cái kiểu mình tà kiến nó cũng y như vậy. Khi quý vị làm phước làm rất là nhiều, nhưng cái phước mà thật sự quý vị hưởng được á, bởi do cái tà kiến nó bóp nghẹt lại, nó bóp nghẹt cái cửa ngõ lại đó, cho nên mình hưởng được rất là ít. Thành ra là khi mà mình chưa bỏ được tà kiến thì cả các phước thiện mình làm nó đều cho quả báo rất nhỏ nhoi. Đây là cái mà các sư cố gắng truyền tải để cho quý vị hiểu tầm quan trọng của việc có chánh kiến và tầm quan trọng của việc buông bỏ tà kiến. Sư quay lại những cái ví dụ quý vị đưa thì khi sư đọc sư thấy thú vị, sư giải thích qua ha. Bạn như thế nào trong mắt người khác, mình muốn biết mình như thế nào trong mắt người khác, hỏi hỏi chính mình. Thứ nhất, mình có phải là người có giới hạnh hay không? Điều đó rất quan trọng. Trong mắt người khác, mình có phải là người có đạo đức hay không? Đạo đức thể hiện ra ở giới hạnh, mình có giữ giới hay không? Cái thứ hai, mình á, nhìn người khác phái bằng con mắt dâm dục, hay là mình nhìn người khác phái bằng con mắt thanh tịnh? Cái này là trong mắt người khác, người ta nhìn người ta thấy ngay. Khi mình nhìn á, là mình có nhìn láo liên hay không, mình có nhìn lén hay không? Đây là những hạnh của Bồ Tát. Thì trong mắt người khác người ta biết hết. Mình có phải là người có từ tâm hay không? Rồi mình có phải là người hào sảng hay mình là người keo kiệt? Mình là người cứng đầu khó dạy hay là mình là người dễ dạy? Mình là người khó ưa hay mình là người dễ thương? Đó mới là cái quan trọng. Chứ còn quý vị coi bói để làm cái gì? Mình tu như thế nào nó sẽ thể hiện ra ở đó. Cái thứ hai là cái gì? Vì sao người đó thích bạn? Trời đất ơi, mình chỉ cần mình biết chuyện thứ nhất là người ta hấp dẫn mình bằng cái gì, mình hấp dẫn người ta ở cái điểm gì. Hấp dẫn bằng vật chất nè, hấp dẫn bằng đạo đức nè, hay là hấp dẫn bằng cái hình tướng, hay là hấp dẫn bằng cái nghiệp.
đơn giản thế thôi mà quý vị phải đi coi bói à? Hả? Rồi ai đang theo dõi bạn? Xin thưa làm thứ nhất là những người có luyến ái với mình, tức là những người thương mình thì họ theo dõi mình. Cái thứ hai là những người thù ghét mình, họ theo dõi mình. Đơn giản thế thôi. Người còn sống thì cũng người chết cũng vậy. Cái hạng khuất mặt thì cái hạng nào thương mình họ theo dõi mình, hạng nào ghét mình họ cũng theo dõi mình. Thì mấy cái đó là mấy cái quý vị đi hỏi mấy ông sư nó vui hơn. Chứ còn mà quý vị đi coi bói thì sư thấy nó nói cho vui là sư thấy nó vớ vẩn, nó không cần thiết. Và không biết đại đức Tuệ Từ có chia sẻ gì về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức Hành Tọa, kính thưa quý vị, thì những cái điểm chính á, những cái điểm chính của câu trả lời này á, thì Đại Đức Hành Tọa nói sự cũng hoàn toàn đồng ý thưa quý vị, có nghĩa là và cũng rất là đầy đủ rồi, thật sự riêng bản thân sư thấy rất là đầy đủ rồi nên không có bổ sung gì thêm. Ở đây á thì sư chỉ muốn nhắc lại, thưa quý vị, mà qua cái lời nhắc này á là cũng như một cái lời cảnh tỉnh thưa quý vị. Thật sự cái lời nhắc á, lời nhắc cái mục tiêu chính, cái mục đích chính của sư là cảnh tỉnh. Mặc dù sư đã trên live sư cũng đã nhắc á, nhắc cái điều này nó cũng như vài lần, cũng như cũng khoảng như 2 hoặc 3 lần quý sư, 2 3 lần. Nhưng mà nhiều khi xem live có vị này xem vị khác không xem thưa vị, và mỗi mỗi ngày có vị mới vị cũ nữa, cho nên một lần nữa là theo suy nghĩ á, cái vị mà đặt câu hỏi này nè ở trong đây thì chắc phần lớn á, phần nhiều chắc là Phật tử, hiểu biết đạo Phật cũng là Phật tử chứ không phải là không phải Phật tử đâu. Nhưng mà nếu mà mình không không là Phật tử thì cái điều năm cái điều này nè mà sư chuẩn bị nói nè, nó cũng có lợi ích cho mình thưa vị chứ không phải không có lợi ích đâu. Thì có 5 cái điều quan trọng nè quý vị cần phải ghi nhớ cho sư nha, mà 5 điều này chính là lời Phật dạy thưa vị. Thì Thế Tôn ngài có nói là như vậy, 5 cái pháp tánh này nè mình đừng bao giờ quên nha, mình phải luôn ghi nhớ trong mình. Có nghĩa là giống như mình ghi nhớ là giống mình ghi nhớ như câu thần chú vậy đó, mình coi như câu thần chú đó để tự mình luôn tự nhắc nhở mình. Thì 5 pháp tánh này là 5 tánh hạnh ưu việt của người cư sĩ, thành người cư sĩ cao quý, người cư sĩ thanh lương trong sáng đó. Nếu mình là mình tự hào là mình hành theo lời Phật dạy thì mình phải nhớ 5 điều này. Thì thứ nhất là có niềm tin, tức là có sự tin tưởng đối với Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Và không có sự hoài nghi thưa quý vị, mà có niềm tin vững chắc nơi Tam bảo. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có giới hạnh, tức là an trú trong ngũ giới nè, hay là bát quan trai giới, và thọ trì giới một cách nghiêm túc. Cái thứ ba này là cực kỳ quan trọng đối với cái câu hỏi này, là không tin bói toán bói điềm. Thậm chí là sẽ mở ngoặc nữa là chơi bùa chơi ngải nữa quý vị, chơi bùa chơi ngải rồi nhờ đến tha lực đó. Tức là người cư sĩ chân chánh chỉ tin vào luật nhân quả nghiệp báo, không tin vào sự may rủi do sao hạn chiếu mệnh đó, hay điềm báo tốt xấu đó, tử vi rồi coi sao hạn, cúng sao cúng hạn rồi xin xăm đồ này nó đó, bùa ngải mình phải tuyệt đối. Đó là điều thứ ba. Và điều thứ tư là không tìm đối tượng nào đáng cúng dường ngoài Tam Bảo, tức là người cư sĩ đệ tử Phật dù có bố thí ngoại đạo, chỉ vì lòng bi mẫn giúp đỡ họ chứ không đặt họ ở địa vị bậc đáng cúng dường ngang hàng với Tam Bảo. Và cuối cùng điều thứ năm là phụng sự Tam Bảo trước hết, tức là luôn ưu tiên cho Tam Bảo từ việc nhỏ đến việc lớn, phục vụ Tam Bảo trước hết rồi mới thực hiện cho ngoại đạo sau nếu cần làm. Có nghĩa là nếu mà cần làm mình vì lòng bi mẫn, ví dụ mình đó, mình có thể cúng dường những cái vị ngoại đạo khác, hoặc là mình làm việc từ thiện đó, từ thiện cho những cái người già neo đơn, cho em cơ nhỏ, người khuyết tật đó. Thì 5 điều này là mong quý vị phải mình phải luôn ghi nhớ, hiểu không? Để mình đôi khi trong cuộc sống mà, tại mình còn phàm phu mà, mình có những cái phiền não nó chi phối mình, nó khiến mình đôi khi mình bị
giống như bây giờ tự nhiên bây giờ mình đang làm ăn tốt đi, rồi đùng cái mình bị vướng vào lao lý đó, rồi mình bị mất thoát 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 tài sản, hay là mình bị thất thoát tài sản qua các đường giống như xin nói đó. Đó, lửa bị nhà bị cháy nhà này nọ các kiểu nữa không đó, rồi mình tin mình, rồi mình nghe người ta nói đi binh qua Thái đi qua Thái rồi rồi xin bùa để làm ăn này nọ kiểu đó, mình phải tuyệt đối, mình phải tuyệt đối mình ghi nhớ điều này để mình tránh mình rơi vào những cái kiểu mà giống như tà kiến, cái kiểu như vậy rất là nguy hiểm thưa quý vị, tà kiến bói toán nữa đó. Như Đức Hành Tuệ đã nói đó. Mong quý vị sẽ nhớ được năm điều này đó, để mình thường xuyên cảnh tỉnh, mình biết mình là người cận sự hay là mình thực hành theo lời Đức Phật dạy thì biết nên làm cái gì cho nó đúng. Mình xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.